Công nghệ mới này do một nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc thực hiện. Loại mực xăm điện tử này được làm từ kim loại lỏng và ống nano carbon. Nó sẽ tạo ra một mạch điện trên da. Mạch điện này có thể kết nối được với các thiết bị đo điện tâm đồ ECG để theo dõi hoạt động của tim, với các cảm biến để phân tích mồ hôi cũng như tạo nhiệt cho mục đích vật lý trị liệu. So với các hình xăm điện tử trước kia vốn là kiểu miếng dán, công nghệ này có thể sử dụng trực tiếp lên da nên thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra, người dùng còn có thể tự thiết kế hình xăm theo ý muốn, từ đó có được các mạch điện của riêng mình. Đây là công nghệ tương thích sinh học và hoàn toàn không gây hại cho mô sống. Tuy nhiên, hiện tại công nghệ này vẫn còn hạn chế ở chỗ vẫn cần phải có dây dẫn để truyền tải dữ liệu qua lại. Vì vậy, trong tương lai, nhóm nghiên cứu hy vọng có thể tạo ra các chip không dây tích hợp với mực điện tử để giải quyết hạn chế này.